Rồi thì chào quý cô chú và anh chị mình. Thì lễ vừa qua 2 tháng 9 lễ Quốc Khánh, cô chú chị mình có đi chơi có vui không ha? Thì chúc chúc sức khỏe của chú anh chị mình đang xem video trong nước Việt Nam cũng giống như là ngoài nước, các tỉnh các nước ngoài đang xem video của lại ha. Thì mấy ngày nay á, nói chung thì cũng có khách về xem đất ha, lễ thì lễ nhưng mà cũng có khách về xem đất. Thì nói chung là có mấy anh chị cô chú anh chị gọi điện cho lại thì hỏi chọc á, thì chiêu kiểu như chiêu chiêu mà là sao mà thấy trên avatar hình đại diện ở trên YouTube sao mà đen quá vậy ha. Thì nhìn em ở ngoài ở trên YouTube thì nó đen đen vậy thôi chứ cô chú anh chị chưa gặp ở ngoài, nếu mà gặp ở ngoài thì em còn đen hơn nữa. Nói vui vậy thôi. Thì hôm nay thì là gửi đến cho anh chị mình một miếng đất ha, nói chung là rất là rẻ. Thì bây giờ là sẽ quay thông tin chi tiết cho cô chú anh chị mình cùng xem và tham khảo nha. Rồi thì lời xin chào cô chú anh chị ha. Bây giờ chào cô chú anh chị, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì hôm nay ha, thì nói chung là điều đầu tiên cho lời xin chào gửi đến cho quý cô chú anh chị mình đang xem video bây giờ trong nước Việt Nam cũng giống như là ngoài nước đang theo dõi video kênh của Lợi nha. Thì hôm nay á anh chị thì lại có mang đến gửi cho quý cô chú anh chị mình một miếng đất ha. Thì nói chung á là đất này mình khoan hãy báo giá là giá nó cực kỳ rẻ luôn ha. Anh chị mình có thể mua đầu tư hoặc là làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì cũng quá ok ha. Hôm nay nè lại đang có mặt tại xã Phú Lập ha. Thì cái xã này anh chị là nằm cạnh với lại khu du lịch vườn sinh thái vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, của xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay miếng đất của mình là nằm ở xã Phú Lập ha, giáp ranh với lại bên Nam Cát Tiên luôn ha. Xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tà Lài. Thì hôm nay lại có gửi đến mang đến cho quý cô chú anh chị mình là đâu đó tổng diện tích ha. Anh chị nghe không có lầm đâu ha. Tổng diện tích là đâu đó là một mẫu 6 nha. Một mẫu 6 ha. Một mẫu 6 thì giá cực kỳ rẻ. Thì để từ từ là sẽ báo cái giá cho anh chị mình xem, chắc có thể là rất là thích và giật mình ha. Thì xung quanh mình anh chị thì đang có trồng cây ăn trái kiểu như là cây này ha, ở dưới quê em thì kêu bằng cây bình bát ha, trái bình bát ở đây kêu bằng trái bình bát, còn ở chỗ khác thì không biết cô chú anh chị mình kêu bằng trái gì ha. Đây nè, trái này chín nè. Đó, đẹp này ha, kêu bằng trái bình bát ha. Thì xung quanh đất mình là đang có trồng bình bát nè, rồi bưởi nè ha, nhưng mà cũng không có nhiều đâu anh chị. Thì mỗi một thứ giờ 3 cây, dăm 3 cây thôi, mà đa số là có mấy cái kiểu như là mấy cái ao ha, mấy cái ao, mấy cái mương nhỏ nhỏ nè. Đó, và đất của mình có một điều đặc biệt là trên đất đã có sẵn một căn nhà cấp 4 ha. Một căn nhà cấp 4. Thì đất của mình đã có điện giếng nước đầy đủ. Đây, đường điện đây luôn ha. Đây, anh chị thấy rõ không ạ? Đây, để em đi lại cho nó gần ha. Anh chị mình thấy được cái đoạn điện nha. Tại ở xa nhiều khi quay video quá thì cũng không có thấy được ha. Đây, vậy thấy đoạn điện ha. Đó. Mình có điện giếng nước ha. Và cái điều đặc biệt ở đây là trên đất đã có sẵn một căn nhà cấp 4. Thì một căn nhà cấp 4 này thì đâu đó thì căn nhà cấp 4 còn tầm khoảng chỉ có 40-50% thôi ha. Nhà này thì ở vùng quê, vùng nông thôn thì cũng không có gì lớn lao và căn nhà cũng không có lớn lắm ha. Đây, căn nhà cấp 4 ha. Nói chung là vẫn còn tạm xài được ha, vẫn còn ở được. Đó, căn nhà cấp 4 anh chị ha. Đó. Nhà cấp 4 này thì tầm khoảng ngang 4 mét ha, ngang 4 mét và lúc đó thì 15 mét thôi. Ở đây có 2 con bò nè, 2 con bò màu trắng đẹp quá ha. Bò này kêu bằng bò gì, bò sữa hay bò Bạch Tạng gì, nó trắng tươi đẹp quá anh chị. Đây một con, này con đây, con đây trắng hơn nữa nè. Này thì của chủ nuôi bò ha. Trên đất thực tế luôn, chủ nuôi bò. Mà con bò đứng đây sao mình dám qua đây, chắc mình đi đường này quá.
đừng có ủi ra nha bò. Nên mình không có mặc đồ đỏ, mình mặc đồ trắng ha. Ồ, thì phía sau mình có cái bào với cái ao luôn anh chị ha, nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây đây có cá không cô chú? Có cá luôn hả? Dạ. 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 Mua hả? Dạ không, con không phải người mua. Con môi giới thôi, con cò đất. Ở đây có hai cô chú đang cắt cắt gì cô? Rau muống à? Cắt rau muống. Rau muống với bào cho dơi ăn hả chú? Dạ. Này con quay lên YouTube, chú với cô được lên YouTube luôn rồi đó. Cười. Dạ. Con thì con thích tiếp chuyện lắm, nói chuyện rồi cho vui vẻ. Nhà cô chú gần đây luôn à? À cô chú mấy bên này hả? À đi giáp ranh mấy miếng đất rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi. Rồi cô chú cắt đi ha, con đi vòng vòng quanh đất cái. Dạ cô, dạ. Rồi thì anh chị thì miếng đất của mình ha, thì nói chung thì rộng tới 1 mẫu 6 ha. Rộng tới 1 mẫu 6. Xung quanh đây thì có bào, có ao nè. Mà điều đặc biệt trên đất mình ha, thì đang có một căn nhà cấp 4 nè. Thì nhà cấp 4 đó như lúc nãy mình nói ha, thì ngang 4 mét, dài tầm khoảng 15 mét thôi. Tại vì ở đây các khu khu vườn ở vòng vòng mảnh vườn nữa, thì bình thường chủ nhà thì cũng không có làm gì lớn lao cái căn nhà đâu ha. Thì nói chung thì vừa vừa thôi, để có để mình ở để làm vườn được ha. Thì anh chị thích thì mình về mình có thể mình xây ra thêm, hoặc là mình bỏ vỡ ra mình xây lại căn mới nha. Đây có một cây dừa đẹp ha, mà lâu không ai chăm nó bị khô nha. Đó. Không, cô chú anh chị gọi điện hỏi sao da đen, ở da em đen thiệt luôn, đen thui luôn, đi dân nắng rất đen luôn. Đó, như lúc mẹ em nói đó, trên ảnh đại diện trên YouTube ha, nhìn em nó đen đen vậy thôi. Chứ ngoài gặp em ngoài đời thì gặp em ở ngoài thật thì em còn đen thui hơn nữa. Thôi nói vui vậy thôi. Rồi, thì cho em nhắc lại ha, là đất của mình ở xã Phú Lập ha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì miếng đất hôm nay em gửi đến cho anh chị mình á là 1 mẫu 6 ha. 1 mẫu 6 là 16.000 mét vuông ha. 16.000 mét vuông, pháp lý rõ ràng, an toàn luôn, sổ hồng riêng sang tên công chứng ngay. Đó, trên đất của mình đang có một căn nhà cấp 4 và một ít số cây ăn trái ha, ví dụ như là có mít nè, rồi mận nè, rồi dưa, rồi ấy, rồi phía bên này mình đang có vài một cây bưởi nữa ha. Và một cây bưởi, đây, cây bưởi nè. Rồi mít, dừa, mận, rồi cái gì? Cái trái này em hát, em hái cái bằng gì? À bình bát. Rồi, thì đất mình đang có căn nhà cấp 4, điện giếng nước đầy đủ ha. Khu dân cư luôn. Một tí nữa em sẽ qua em quay cái khu dân cư cho anh chị cùng xem ha. Thì miếng đất này em báo giá luôn. Chỉ có 100 triệu một sào thôi ha. 100 triệu cho 1.000 mét vuông thôi. Thì cái giá cũ ha, cái này là nói là nó sự thật, thì giá cũ là chủ kêu giá là 2 tỷ tư ha. Nhưng mà lâu quá không có người mua. Nói thẳng là không có người mua ha. Thì hôm nay chủ mới gọi vô và chủ giao một cái giá là chỉ có 1 tỷ 6 thôi ha. Hồi 2 tháng trước thì có kêu 1 tỷ 8 ha. Nhưng mà có một hai khách thì nói chung thì cũng có vào xem nhưng mà chưa có mua được. Hôm nay chủ vẫn tiếp tục hạ giá. Thì hôm nay chủ hạ giá là chỉ có 1 tỷ 600 triệu ha. 1 tỷ 600 triệu cho 1 mẫu 6. Đâu đó thì chỉ có 100 triệu cho 1.000 mét vuông thôi anh chị. 100 triệu cho một sào ha. Và đất của mình ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Miếng đất của mình giáp ranh với lại xã Núi Tượng với lại Nam Cát Tiên ha. Vườn vườn quốc gia Nam Cát Tiên, khu du lịch sinh thái nha. Đó. Thì đất này thì nói chung là trồng ít cây ăn trái rồi này, nó xen kẽ thôi nha.
Ở đây nè, con đường này nè, thì một tí nữa là sẽ quay phía con đường cho anh chị cùng xem ha. Và nói chung á là sổ và đường ha là không có hiển thị nha, không có hiển thị. Nói chung là đường đi chung ha, từ đây ra đó là đường đi chung. Tới nơi em sẽ ra đó em quay cái phía đoạn đường vô tới đất cho anh chị cùng xem ha. Thì con đường này một tí em sẽ ra em quay gõ chi tiết và em sẽ báo cho anh chị là về Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cây và thành phố Đà Lạt tầm khoảng bao nhiêu cây luôn ha. Đó. Nói chung là hôm nay đất này là mang đến là rất là rẻ rồi ha. Một mẫu 6, 16.000 mét vuông, pháp lý an toàn, sổ hồng riêng. Pháp lý rõ ràng an toàn luôn, sổ hồng riêng luôn ha. Chính chủ luôn, sang tên công chứng trong ngày vẫn được nha. Thì 16.000 mét vuông, chủ kêu giá hiện tại ngay bây giờ là 1 tỷ 6 ha. 1 tỷ 6 là đâu đó đâu đó có 100 triệu cho 1.000 mét vuông thôi. Mà giá này vẫn còn thương lượng đó nha anh chị. Giá vẫn còn thương lượng luôn ha. Đó, giá còn thương lượng luôn. Anh chị mình có đi xem đất thì mình alo cho lại ha. Và là có để số điện thoại trên màn hình video. Anh chị gọi điện trực tiếp là sẽ dắt anh chị vào xem đất thực tế. Sau đó mình sẽ gọi điện gặp chủ ra, mình làm việc, mình trả giá ha, mình thương lượng nha. Đây, căn nhà đây. À, căn nhà ha. Nói chung thì chủ cũng mới bỏ tầm khoảng 3 tháng đây thôi, không có ở nữa. Kêu bán á, cần bán gấp rồi. Đây, trước nhà có cây su đủ nữa, ha. Đủ này su đủ gì tròn quay em không biết nữa. Ai biết đâu. Còn ở đây là cái giếng nè, ha. Cái giếng đó, điện giếng nước đầy đủ luôn anh chị ha. Nói chung đầy đủ hết. Xung quanh thì có vài cây ban trái tập nhập rồi đó. Bây giờ su đủ nè, mận rồi mít bưởi rồi vô xung quanh mình đây có cái bào ha, cái bào nho nhỏ. Anh chị thấy không, cây ăn trái dùng quê nè, có ai ăn đâu, để gì không nè, đó ngã tùm lum hết, có ai ăn đâu. Mà ở các thành phố ví dụ như Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Vũng Tàu hay là những nơi khác, em nói cho nó bán mắc cực kỳ luôn. Một ký mấy chục ngàn. Thôi vấn đề đó mình cũng không có đá xéo hay là mình đụng chạm đến chén cơm của ai, thì mình nói chuyện cho vui vậy thôi ha. Ý là mình nói chỗ khác thì bán thì anh chị mua giá nó hơi ấy, nhưng mà ở vùng nông thôn á, vùng quê thì mình về đây trái cây thì mình ăn nói chung là phủ phê luôn ha. Bao la trái cây luôn. Nhiều khi anh chị về đây xem thì anh chị nếu mà thiện chí về đây xem đất mà chưa mua thì anh chị cũng có thể hái trái cây vài ba trái, mỗi thứ vài ba trái đi về quê mình ăn ha. Bình thường đâu có gì đâu, ở dưới này rất là dễ ha. Rồi thì video vòng vòng thì chỉ có vậy thôi. Một tí nữa là sẽ ra lại quay cái đường đi cho anh chị mình cùng xem ha. Đó thì diện tích này kia giá cả như thế nào là cũng đưa lên rồi ha. Rồi bây giờ là sẽ ra lại quay cái đường đi. Trước tiên là quay đường đi, sau đó sẽ quay vệ tinh, vị trí, sổ sách cho anh chị cùng xem nha. Đây thì anh chị, con đường này ha. Con đường này thì mình đường dân sinh ha, đường nội bộ. Đó, đây có căn nhà nè. Ở đây mình đi vô đó có căn nhà ha. Nhưng mà tại nãy khúc đó sình quá, chạy xe máy nó hơi khó cho nên lại không có cầm một cái máy với một tay chạy xe được ha. Sợ nó trơn té. Thì gần đó nó có hơi sình một tí. Đây miếng đất mình nằm bên này nè ha. Đó, từ khúc cái cây cột điện đó ha. Cái phía chỗ cái cây tre cao cao đây nè. Đó, ở đây mình đi dài ra ha. Thì con đường này đường dân sinh, trong đó có một căn nhà nha. Đây là sẽ đi tới là quay luôn cho anh chị mình xem luôn. Đó, đó ha, con đường đó ha, căn nhà ở đây. Đó, căn nhà này của chủ khác ha, kế bên mình nha. Ở đây họ cũng có nuôi dê, nuôi đồ nè. Đó, con đường này. Con đường này anh chị đi dời ra. Kế bên mình dân cư ha, đây có căn nhà nữa nè. Đó, điện giếng nước đầy đủ. Đường điện ha. Thì ở đây, đường xe hơi vào tận đây. Xe hơi vào vừa tới đất luôn ha. Thì con đường này là đường dân sinh, đường nội bộ. Thì tạm thời là nói chung là không có tranh chấp gì hết trơn ha. Con đường từ xưa tới giờ của các hộ trong đây đi chung. Ở đây chỉ có một hộ đó thôi, một hộ căn nhà đó thôi, với cái đường này thôi ha. Còn kế bên mình thì có một căn nhà nữa, khu dân cư. Ở đây nó cách đường hiển thị chỉ có tầm khoảng 100 mét thôi anh chị. Ở đây mình ghé vô thì mình gặp chủ vườn bên này.
dân cư kế bên. Còn cái đường phía ngoài này ha, là mình cách đường bê tông đâu đó chỉ có đó, đường bê tông phía trước ha. Đây, đường bê tông phía trước. Đi đâu về chú? Dạ. Đó, ở đây, đây là sẽ đi bộ lên cái đoạn đường cho anh chị xem luôn ha. Đây khu dân cư không ha. Đó, kế bên mình có cái nhà nè, cổng rào nè, chung nhà cửa thì đủ ha. Đó, mặt tiền bê tông ở đây, khu dân cư luôn. Bên đây đối diện có cái nhà ha. Ở đây có căn nhà nè ha, khu dân cư. Rồi, bên đây thì cũng có nhà nữa nè. Nói chung là dọc đường ra tới đây là khu dân cư không anh chị ha. Khu dân cư. Đó, ở đây mình đi ra đường chợ này búa cũng được ha, nói chung đâu cũng được, nói chung là đường nào ra cũng được ha, đường này ra chợ cũng được, rồi đường này anh chị đi theo cô chú đó mình ra chợ cũng được. Thì từ con đường này ha, tới là đường hiển thị, còn đi bên trong này là đường dân sinh ha. Đó, tới đó thì rẽ trái vô đất mình. Ở đây thì con đường này bê tông, mình đi đâu đó tầm khoảng 1 km thôi, từ đây ra đó 1 km mình sẽ gặp đường nhựa trục chính Tà Lài ha. Đường nhựa lớn luôn, hai xe né nhau, nhựa lớn của Tà Lài luôn nha. Do đó mình sẽ gặp chợ cây số 10 ha. Chợ cây số 10. Gặp chợ của cây số 10. Thì giờ ra đó là tầm khoảng 1 km ha. Thì giờ chợ số 10. Ra đó anh chị nếu mà rẽ phải á thì anh chị mình sẽ về vườn quốc gia Nam Cát Tiên là đâu đó là 10 cây. Còn nếu mà mình rẽ trái là mình ra quốc lộ 20 ha của km 125 bến xe Tân Phú Đồng Nai là đâu đó tầm khoảng 10 cây số ha. 10 cây số là mình gặp quốc lộ 20. Rồi đến quốc lộ 20 đó mình rẽ phải về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 120 cây. Còn rẽ trái về thành phố Đà Lạt là 175 cây ha. Rồi, cơ bản thì chỉ có vậy thôi ha. Thì một tí nữa lại sẽ đưa cái phần vệ tinh, vị trí và sổ sách cho anh chị mình cùng xem nha. Rồi, thì đây là cái hình sổ mình thanh chị ha. Tờ bản đồ số 23 nè, thửa đất số 48 ha, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 13.000 ha, 13.818,9 m². Đó, hình thức sử dụng là sử dụng riêng ha, mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản, là hạn sử dụng đến ngày 2067 ha. Hình đất mình như vậy đây, đó, ha, hình đất mình như vậy, nha. Rồi thì sổ này á, là 13.818,9 m², là tương đương là 1 mẫu 380 mấy ha. Rồi thì giờ đây là có một sổ nữa anh chị ha, đây thì một sổ nữa nè. À, đây thì cái sổ này là tờ bản đồ số 23, thửa đất số 71 ha, địa chỉ là xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đó, diện tích là 2.768 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng luôn ha. Còn cái mục đích sử dụng đó, miếng này, cái sổ này là đất trồng cây lâu năm ha anh chị ha. Thì thời hạn sử dụng đến ngày 2047 luôn nha anh chị nha. Rồi thì bên đây là hình sổ của mình nè, đó hình đất của mình ha. Đó. Thì con đường là không có hiển thị ha, không có hiển thị đường dân sinh. Rồi đây sau đây là sẽ đưa cái hình đường lại vẽ cái bản đồ cho anh chị xem nha. Thì đất của mình là có hai sổ ha và hai thửa ha anh chị ha. Đó. Thì giờ thửa này là 2348, cái kia là 2371 ha. Đó. Thì cái này là 1 mẫu 38 nè, gần 1 mẫu 4 ha. Đó, cái dưới kia thêm được thì đây. Đó thì con đường này nè, đó con đường này ha. Đó, ở đây là đường bê tông nè, lúc nãy là đứng ha. Đây mình đi ra, đó đường nội bộ. Dòng qua tới bên này, kế bên có căn nhà đó. Mà mình đi thẳng vô khoảng giữa là mình gặp căn nhà giáp ranh với đất mình ha. Đó rồi mình đi vô trong đất luôn. Đó, thửa này với một thửa này nha. Thì vị trí đất của mình nằm ở đây anh chị ha. Mình đi tầm khoảng 1 cây số thôi là mình gặp đường nhựa Tà Lài nè. Đó, đường nhựa Tà Lài. Đây là tạp hóa Bảy Quân, tạp hóa Liên Nga. Ở đây thì đó, mình ra đường bê tông ha, từ đất nè. Đi ra đường bê tông. Bê tông rẽ ra vào giờ đường nhựa trục chính Tà Lài ha, là tầm khoảng 1 km nha. Đó. Bên đây là vườn quốc gia Nam Cát Tiên nè ha. Vườn quốc gia Cát Tiên. Đó.
năm cát tiên đây. Còn mình băng ra đây là Maragui rồi nè, thị trấn Maragui rồi ha. Nói chung là đường thông thương hết anh chị ha. Đó thì vị trí đất ở đây anh chị đi ra tầm khoảng một cây số là mình gặp những cái trục chính của đường Tà Lài nha. Đó Tà Lài nè ha. Đó Tà Lài. Rồi ở đây thì xã Phú Thịnh nè, anh chị đi tiếp là xã Phú Thịnh là cây số chính. Mình ra tới đây là chỗ Phú Lộc là chợ 5 rưỡi ha. Đó cứ đi tiếp đi tiếp. Ở đây là quốc lộ 20 nè anh chị. Đó từ đó cái quốc lộ 20 tầm khoảng 10 cây nha. Quốc lộ 20 mình rẽ qua trái nè là mình đi lên hướng thị trấn Maragui nè ha, là về Lâm Đồng đó. Là quốc lộ 20 rẽ trái là mình sẽ về thành phố Đà Lạt ha, tầm khoảng 175 cây. Còn mình rẽ qua phải mình về thị trấn Định Quán nè, mình về hướng Định Quán đá Ba Chồng nè ha. Thì rẽ phải mình sẽ về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó 120 cây nha. Rồi thì xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha, đã dành thời gian xem video của Nguyễn Kim Lợi Bất Động Sản nha. Thì cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và ấn like video để theo dõi video tiếp tục lại ra hàng ngày sản phẩm để đến quý cô chú anh chị mình xem và tham khảo nha. Rồi chúc sức khỏe cô chú anh chị mình gần xa trong nước Việt Nam cũng giống như là các ngoài nước ha, các nước ngoài luôn đang xem video của Lợi. Chúc cho quý cô chú anh chị mình có một ngày thật là nhiều nhiều niềm vui nè, nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc bên gia đình, và rất là nhiều sức khỏe năng động bên cuộc sống nha. Và là xin cảm ơn rất nhiều ạ.